Can you hear the summoning of your heart? Oh, you're hiding here. Anywhere and everywhere. Just call it fate. Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ vác vị tướng Tư Mã Ý này đi rừng. Và bộ trang phục mình sử dụng ngày hôm nay là bộ trang phục Epic đổi free nha mọi người. À đây có Trung Quỳ. Nếu mà có Trung Quỳ ở team bên kia nhá, thì mình sẽ không farm bùa xanh này. Bởi vì nếu mà các bạn farm bùa xanh nha, nó sẽ kéo cái bùa xanh. Cho nên mọi người sẽ farm hai cái bãi quái sói này trước. Và nó sẽ nghĩ là mình sẽ farm bùa đỏ và nó sẽ di chuyển đi. Đấy, cho nên là lúc đấy thì mình sẽ farm. Đấy anh em thấy không? Nó đã đi lên đường trên rồi. Thì bây giờ mình vào farm bùa xanh thoải mái luôn. Chứ còn nếu mà lúc đầu ấy, mọi người mà farm bùa xanh, là thứ nhất các bạn sẽ bị thọt. Với cái thứ hai là team bên kia nó biết các bạn đang farm ở đâu, nó sẽ phá và việc đi rừng của các bạn sẽ trở lên khó khăn hơn. Thì nói qua về Tư Mã Ý thì mình ông đã bị cướp rồi, con Hano nó cướp của mình rồi. Thì Tư Mã Ý vẫn là một trong những vị tướng đi rừng với cái lượng sát thương cực kỳ là nhiều luôn nha các bạn. Các bạn vẫn có thể vác Tư Mã Ý đi rừng được. Con này thì bắt những cái vị trí chủ lực thì cực kỳ là tốt. Trừ khi mà team bên kia nó bảo kê một cách gọi là tốt quá thì mới có thể là thoát được thôi. Chứ còn con này nếu mà đã bắt vào rồi thì khả năng sống rất là khó nha các bạn. Bởi vì cái ulti của nó là bắt vào cái ulti tầm xa. Ừ, tạm thời lui một chút. Hiện tại là chưa đánh được nha. Bởi vì Ngộ Không nó cũng đang có ở đây. Và con Charlotte này thì nó hình như nó chưa cấp 4 thì phải. Mình vẫn chưa thấy nó có ulti hiện lên. Thì cho nên nếu mà mình giao tranh thì mình sẽ bị lỗ. Nhưng mà thôi, tốt nhất là lùi. Đây, nó ra được mid này. Nào, điêu thuyền đâu? Quay về. Rồi, ok. Ôi, mà sao điêu thuyền chết sớm vậy? Ôi, đổi được một cái mạng của Hano. Ui, cái đôi này khó nha. Đôi này mình phải có một người nữa là mình mới ăn được đấy. Ôi, hơi tiếc nha. Pha đấy mình hồi tầm khoảng sớm 2 giây thôi. Cái chiêu mồi của mình mà hồi sớm được 2 giây là mình ăn được cả hai mạng luôn đấy. Nhưng mà thôi không sao, pha đấy thì mình cũng là 1 cân 3 rồi còn gì. Gần như là 1 cân 3 rồi. Nói chung là cái tư vị tướng Tư Mã Ý này các bạn đi rừng cũng khá là khỏe. Nhưng mà có cái điều mà các bạn cần phải lưu ý nha. Là cái nội, cái nộ của con này ấy. Cái chiêu 2 khi mà các bạn sử dụng quái nha. Các bạn phải đứng ở trong cái phạm vi chiêu 2. Bởi vì ấy, khi mà chiêu 2 các bạn sử dụng nha, thì sau khoảng 2-3 giây ấy, nó sẽ hồi lại cho các bạn một cái lượng nộ khá là nhiều đấy. Chứ nếu mà các bạn ra ngoài chiêu 2 hoặc là những cái giai đoạn level 1 ấy, mà các bạn cộng chiêu 1 trước là các bạn farm quái cực kỳ lâu luôn. Nhớ là level 1 là các bạn phải cộng chiêu 2 trước nha. Đấy, chiêu 2 và các bạn có thể mắc chiêu 2 cũng được. Hoặc là mắc chiêu 1 đây từ từ nha. Rồi, team đâu vào đi. Rồi, ok, có ốc kia, hụt. Rồi, ăn được một mạng của SP cũng được. Thôi lùi điêu thuyền ơi, nhìn múa trông ngứa mắt quá đấy. Đứng ở trong tường còn đòi múa đấy. Nó ở ngoài nó phi cho. Đây này, cái chiêu 2 mọi người phải đứng trong phạm vi nha. Thì nó hồi lại thì các bạn mới có cái nộ để các bạn sử dụng chiêu thức. Chứ không, con này mà đầu game ít nộ lắm. Ok, đã phát hiện con mồi. Vò. Rồi, có một mạng. Quá là ngon luôn. Đó, biến về thôi. Con này thì có một cái nội tại con này khá là hay. Có nghĩa là ok à. Hơi lạ à nha. Nó không có tầm nhìn mà nó kéo mình pha đấy. Nó biết cái tầm của mình mà nó đứng đấy nó kéo luôn ạ. Mà kéo đúng cái tầm của mình luôn. Hơi lạ nha. Ô, AD ngáo à. AD làm sao này. Ô, AD chơi này toang rồi. Không ai ép cả. Ui, đã nhìn ngửi thấy mùi hơi thung thủm đấy mọi người ạ. Để xem nào. Nào, ulti chơi luôn để cho nó máu này. Đỡ mất công được cái ulti của con này vồ vào rất đẹp nha. Cái hiệu ứng của con này màu tím thủy chung, nhìn khá là ngầu. Tím này như một kiểu tím đậm mà, nhưng nó không kiểu tím hồng hồng. Trận này team mình Charlotte mình không yên tâm cho lắm. Kiểu farm cái kiểu gì ấy, cứ giữ đường nhiều lúc này. Rồi, có mạng rồi nha mọi người. Cứ tiếp cận là có mạng, có bùa đỏ thì chỉ có chạy lên bảng thôi. Có bùa đỏ thì làm sao mà chạy được. Cướp luôn. Ủa lại giao tranh thì giao tranh liên tục luôn kìa.
Rồi Charlotte đi lên nào. Ok. Đông quá nhỉ. Từ từ tạm thời lùi AD, team mình cũng đang yếu máu rồi, farm tạm đây vậy. AD nó có lùi được hay không cơ. Ôi, hello đây rồi mọi người. Từ nha, kiểu gì mình lên đây mình cũng giành được một thằng. Cái con này khá là hay này, cái nội tại của nó là khi mà tướng địch đây. Bắt vào thằng nào đây? Ui chứ hụt rồi. Không sao, vẫn ăn một thằng. Cái liệu ăn được hai thằng không? Không không, lùi. Pha đấy hơi hụt một tí. Được cái nội tại của con này khá là hay này. Khi mà tướng địch sử dụng chiêu thức ở trong cái phạm vi là tư mà ý sẽ có tầm nhìn nha các bạn. Nó sẽ có cái nháy nháy đỏ trên bản đồ và hiện cái avatar ấy. Đấy, đây là một trong những cái mà nó bắt vào những cái vị tướng chủ lực cực kỳ tốt luôn. Kiểu nó cứ đứng rình rình con này thì farm rừng xong rồi các bạn. Cứ đi ở loanh quanh ở hai cái bìa bờ sông thôi. Bởi vì nó sẽ phát hiện được cái chiêu thức. Khi mà tướng địch sử dụng chiêu thức là nó sẽ phát hiện được tầm nhìn. Đấy. Ai, ui dồi ôi, ai, đứng đây, từ từ nha. Mà thôi về farm đi. Bây giờ rừng mình farm phải để không phí quá. Đứng dưới kìa. Ôi, đứng rất là ngáo luôn. Đấy, anh em thấy không, trên bản đồ nó cứ nháy đỏ đỏ ấy. Là cái nội tại của này đấy. Con này nhá, con này mà không khi mà có nộ ấy, khi mà các bạn, thực ra là cái nội tại của nó là mỗi khi mà các bạn sử dụng chiêu thức thì nó sẽ cường hóa cái đòn đánh thường sang cái dạng là lưỡi hái, thì cái sát thương của nó sẽ nhiều hơn rất là nhiều. Chứ còn cái đòn đánh tay của con này ấy, nó không có đáng bao nhiêu đâu mọi người. Sẽ sát thương chủ yếu đến từ cái đòn cường hóa thôi, cái đòn lưỡi đấy. Đây này. Mà thật ra con này nó là bên ở bên liên quân thì chắc là mình nghĩ là mọi người cũng biết hết bộ chiêu thức rồi, chỉ có những cái con nào mà nó mới thôi. Ví dụ sắp tới là sẽ có Dịch Tinh, Khương Tử Nha, thì đấy hai vị tướng đấy chắc là mình sẽ làm tiêu điểm tướng. Còn Võ Tắc Thiên thì nó cũng giống Illumia, nó cũng không có gì để mà gọi là làm tiêu điểm tướng cả. Khi những cái vị tướng mà bên liên quân không có ấy, thì mình sẽ tranh thủ mình làm. Dịch Tinh thì hồi xưa mình có làm về tiêu điểm tướng rồi, chỉ còn Khương Tử Nha thôi. Dịch Tinh thì bây giờ nó vẫn thế, nó không sửa gì. Cho nên là mọi người vẫn có thể xem cái video đấy được. Còn Khương Tử Nha thì mình chưa làm. Khương Tử Nha chắc là trong thời gian tới là mình sẽ cố gắng dành thời gian ra mình làm. Mỗi một tuần mình sẽ làm một tiêu điểm tướng. Rồi vỏ bắt AD này. Đấy, đúng rồi, chỉ bắt vào thằng AD. Ui, nhưng mà team nó đông quá, không chạy kịp. Ông AD vẫn ở trên kia farm, vẫn còn rút nuôi kia. Trận này hơi toang nha mọi người. Team, mọi người có để ý không? Hiện tại team, cả team mình ăn được 7 mạng, mình đã ăn 6 mạng rồi. Để xem cái danh sách vàng hit được bao nhiêu mạng rồi. Để xem nào. Điêu Thuyền 04. Công Tuân Ly 03. Úi dồi ôi. Đấy thì liệu có gánh được không? Từ lùi nha. SB lùi về đi, không đang không có người. Team mình bây giờ không đánh nhau được đâu. Bây giờ các bạn phải hiểu là team mình rất bị phế luôn. Nhưng mà team cứ lao vào đánh nhau này thôi, cố gắng cứu nó vậy. Ôi giời, vẫn chết rồi, mình bị kéo, lùi lùi, bắt con Đạt Ma nha, Đạt Ma đang nhiều máu. Đấy rồi, ok. Lùi, tạm thời lùi về, đừng có đánh nhau nữa. Ôi giời ơi, team fit quá đấy. Về, về đi, vừa lùi, về. Về nha, không đánh nha, cũng chả về được luôn. Không về được mọi người ạ. Thôi pha đấy thì chịu thôi. Bây giờ team mình đang trong cái thế bí, cho nên là 1514 khó đấy nhở. Charlotte sao ông lại lên cái đầu hút giảm hồi máu kia. Ô, Charlotte lên đồ ngớ ngẩn nhở. Ôi sao lên đồ hút máu xong rồi còn lên cả cái búa đỏ thế kia, chịu luôn đấy. Con Charlotte này nó là đấu sĩ thì thà nó lên cái áo choàng lửa đi, chứ nó lên cái này nó có tác dụng gì mấy đâu. Mà bởi vì nó là cái vị tướng lao vào mà các bạn phải hiểu, nó lao vào nó lên cái đồ đấy coi như là nó bị phế đi rất là nhiều luôn. Cái đồ đấy chỉ để cho AD lên thôi. Còn cái đồ phép thì chắc chắn là phép lên rồi, chứ còn cái đồ cái kiếm đấy thì Charlotte không lên nha. Bởi vì lên nó cũng không có quá nhiều tác dụng, mà đâm ra tự nhiên lại mất một slot ấy. Bây giờ team đang thiếu tanh. Con này ngáo ngơ thế, nó định bắt mình à? Ui giời, tha hồ bắt nhá. Khi mà các bạn sử dụng chiêu 1 này thì các bạn không bị chọn làm mục tiêu đâu, các bạn chỉ bị sát thương thôi, dính sát thương thôi.
Hết xa thương mà các bạn không rút kịp mà là các bạn lên bảng này. Bắt này, bắt này, bắt này. Này thì biến về này. Ui, cho nó thoát được không? Thoát làm sao được. Con này nó dí kinh lắm. Tư mã ý này nó dí kinh. Ui, nhưng mà nó chạy nhanh quá. Thôi tha vậy. Farm. Bây giờ là team mình là cần phải farm nha mọi người. Chứ bây giờ bạn đánh không đánh được đâu. Bây giờ có ông phến ấy, lòi ra các bạn không có đồ ấy. Kiểu không có đồ không thể đánh được. Đây 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 rồi. Chặn đầu, chặn đầu, chặn đầu sớm quá. Ui thì kìa. Ui thì ngáo thế. Ui chặn đầu sớm quá mọi người ạ. Thôi lùi vậy. Pha đấy hơi ấy một tí là mình ăn được cái mạng của con trung quỷ rồi. Nhưng mà pha đấy mình hơi quá tay. Mình sử dụng ulti nó hơi xa một tí. Hơi tiếc một chút. Farm nha, bây giờ team mình ở cái thế thủ farm mà vẫn có khả năng lật được kèo. Chứ còn bây giờ mà giao tranh là không ăn được đâu. Con này chắc chắn lên bảng nha. Không có ra phép thì chỉ có lên bảng thôi. Ô sao đường giữa tạm thời lùi. Chứ team mình bây giờ chưa thể mà đánh nhau được. Khó thế nhở. Đứng đây bây giờ nha, đứng đi dình. Nếu mà không quay đi qua thì thôi mình sẽ về. Mình đang dình bắt vào thằng Hoàng Trung nhưng mà chắc Hoàng Trung nó đứng ở bụi nào nó biến về rồi. Nó không sử dụng chiêu thức cho nên mình không biết được. Đây có ngộ không thôi. Ngộ không sử dụng chiêu thức nhưng mà lúc đấy nó máu nó đầy rồi, chịu thôi. Đang định dình, phải đấy là mình dình con Hoàng Trung nha. Hoàng Trung nó chỉ cần sử dụng một trong các chiêu thức thôi là mình sẽ vồ nó ngay. Ai là ai là lùi. Đấy anh em thấy không? Con Charlotte này máu nó mỏng nó lên, cái kiếm giảm hồi máu nó không có một cái tác dụng gì cả. Nó tại bởi vì các bạn hiểu nó lao vào nó đã chết rồi. Nó làm gì có gây được sát thương để mà lên cái kiếm ấy cho nó phí đồ ra. Không hiểu ông lên đồ kiểu gì luôn ạ. Ui giời ơi lại bị bắt rồi, thôi phát này một ăn cả ngã là ăn cứt này. Hồi toàn. Trận này không thể vực được nha mọi người. Với cái tình hình như này ba đường nó dồn mà như này thì không thể vực được. Rồi ok, vậy là video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Nếu thấy video này hay thì đừng quên cho mình xin một nút like, một lượt bình luận ở phía dưới và một lượt chia sẻ để kênh của mình có thể được đề xuất. Còn bây giờ thì cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.